bạn cưới em cưới em cưới quá đáng đi Hà. Người đẹp vô ngồi đi, người đẹp. Đừng có nói chuyện với chị mà tối là lẹ hơn tối ngày qua mà em đi mà có em đó là em mới hiểu được là sếp nói bậy tới cỡ nào. Hôm qua là phá nách cái đường già luôn rồi đó. Ê bà qua có chừa tiền đi chưa à? Em chỉ nói xạo thôi. Đi nhầm đi. Em chỉ nói xạo thôi, không có cái gì là em không có nói đâu. Tối qua lựa mưa gió đi đòi nợ được có 2 906 rồi. Ờ được không chị trả. Đi tạm nước trà đi. Sáng phải dậy sớm xong rồi ra ngoài quán cà phê ngồi. Không tiền. Tính tiền. Ăn xong có ra quán cà phê uống không? Mua một ly cà phê đó. Tính táo luôn rồi, tính không, cái lúc cái tối em ngồi tính tiền là tôi anh có chụp hình lại anh đang lấy thì anh đứng đó khoảng không? Còn nó còn nữa không? Còn thì gọi cho em đi, nó gọi đi, em có thể gọi cho hai người anh còn nữa chị ơi. Cứ anh thoải mái đi. Em thoải mái đi, xếp đó. Bạn cứ anh thoải mái đi, chưa đi nhịn mà mấy đứa ăn thoải mái. Má chưa hào quá bà lắm. Có hào dở lắm. Ra cái chỗ chị Lan á. Hào dở lắm. Hào dở lắm. Không phải đâu đi nè. Người chạy chưa ăn. Không phải. Cái mùa này hào dở lắm. Chờ hai con rồi. Cái mùa ngon tết này hào dở lắm. Bữa ăn. Mày phải chờ qua tết nó hào nó mới ngon. Hào nữa em ăn cho. Hôm nay là nó ghé. Hào mùa này giống như là giống như là sếp chưa qua chỗ chị Lan ăn đi sếp. Hưng ký á. Mình ký cầu của Mai. Từ từ. Quay phim, quay phim. Cái ăn bình thường đấy. Thì cứ ăn đi, là ai làm gì đâu.
rất rất là nhớ vì họ vừa chảo thấy mẹ luôn thầy chiên dầu với hả. Chạy lộ hơn ngại nữa. Cái ăn này chỉ có được nữa hả? Cái này nó cũng làm dầu quá chưa. Nãy giờ làm phim nữa. Không biết làm kẹp không nữa. Sếp cho thêm 0.1 nữa. Dạ hả, kén rồi. Chứ bộ ngang ba ăn, ba nó trần hả ba? Được đó, ra ngay ba rồi đi chung với đâu. Xe của nó đi xe, xe kia phải không? Để đi một số đi xe kia đi. Ai nào đi xe kia thì đi. Không về về nhà cứ tập trung đó đi. Xong rồi ai ngồi đấy thôi, còn anh Trạng thì lấy xe. Bây giờ cầm mấy đạt đi Trạng đi, còn anh đi uống cà phê. Em uống cà phê, em giờ bầu giả cảm đi Trạng. Tại sao đi cái đường này kia đi đường đang hai mà thấy cái đồ gì đó có bóng có cái radar là sao đừng đẩy cầu nó chơi dưới đã chơi lên xe đây quán nào quán nào chưa biết đang chờ chưa biết không thôi em đi vào trước đi em đi vào trước đi xem rồi để lên kiểm tra coi cái quán nào. Không đi xe lại đây. Em bắt xem này hả?